bổ sung nội dung để nâng cao chế độ hỗ trợ nạn nhân mua bán người. Chiều mùng 7 tháng 6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội xem xét tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật phòng chống mua bán người. Trình bày tờ trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, thực hiện luật phòng chống mua bán người năm 2011 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, sau 12 năm triển khai thi hành đã đặt ra yêu cầu cần thiết phải tiến hành sửa đổi, bổ sung luật này để nhằm giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc cập nhật trong quá trình thực hiện luật, đáp ứng yêu cầu thực hiện của công tác phòng chống mua bán người hiện nay và trong thời gian tới. Theo Bộ trưởng Bộ Công an, dự thảo luật gồm 8 chương 66 điều so với luật hiện hành. Dự thảo luật giữ nguyên số chương, sửa đổi bổ sung nội dung 52, 58 điều, xây dựng mới 9 điều, bỏ 1 điều. Trong đó thì bổ sung nhiều nội dung mới, cụ thể như bổ sung quy định về khái niệm mua bán người, sửa đổi bổ sung quy định về căn cứ xác định nạn nhân và quy định về các nguồn tài liệu chứng cứ để xác định nạn nhân cùng một số căn cứ khác để xác định nạn nhân. Đồng thời thì cũng bổ sung quy định về khái niệm người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và bổ sung quy định về chế độ hỗ trợ bảo vệ đối với người đang trong quá trình xác định thì là nạn nhân, bao gồm hỗ trợ về nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại, hỗ trợ y tế, hỗ trợ tâm lý, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ chi phí phiên dịch trong quá trình xác định nạn nhân. Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, thực tiễn thời gian qua cho thấy đây là nhóm đối tượng rất cần được hỗ trợ, bảo vệ. Việc bổ sung những quy định này nhằm đáp ứng yêu cầu cần thiết thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan chức năng khi tiếp nhận những đối tượng này thực hiện các chế độ hỗ trợ nhu cầu thiết yếu như ăn mặc ở chăm sóc y tế và ổn định tâm lý cho họ. Đặc biệt bổ sung những quy định nâng cao chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân so với quy định của luật hiện hành, gồm tất cả nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú sẽ được hỗ trợ các khoản chi phí đi lại và tiền ăn để trở về nơi cư trú, được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, hỗ trợ định